Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, toàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết một người. Giao thông đường thủy được đảm bảo, không có vụ tai nạn nào xảy ra. Giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn trong dịp Tết. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất, với khẩu hiệu vì một cái Tết an toàn giao thông. Song song đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức phân luồng điều tiết giao thông trên các tuyến trọng điểm, tổ chức tuần tra kiểm soát trên 260 ca với trên 1.300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 125 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt trên 100 trường hợp với số tiền trên 100 triệu đồng, tước 2 giấy phép lái xe và tạm giữ 88 phương tiện các loại. Với sự chủ động vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp các ngành, nhất là ngành giao thông vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.